Xin chào các bác xem kênh Hải Phòng RV. Hôm nay thì em sẽ cập nhật cho các bác giá thành TV của Sony mới nhất trong tháng 5 đang bán tại bên em. Bác nào đang muốn mua hàng bên em có thể liên hệ về số tổng đài là 0974178586 hoặc vào website của bên em là eco-mart.vn thì các bác có thể tham khảo giá trong website. Bác nào mà yêu quý em thì cũng đừng quên cho em xin một đăng ký kênh, một like và nhớ ấn chuông thông báo để nhận thông báo ra những video mới nhất hàng ngày từ kênh của em. Thì sau đây thì em sẽ bắt đầu vào video để cập nhật giá TV Sony dòng TV 55 và 65 inch cho các bác tham khảo. Ở dòng TV 55 inch của Sony thì mẫu đầu tiên giá rẻ nhất sẽ là mẫu 55X75K. 55X75K thì giá thành đang bán trừ hết quà bên em sẽ còn là 11.280.000, bảo hành là 2 năm chính hãng tại nhà, hỗ trợ 1-1 trong vòng 30 ngày đầu tiên. Bác nào mà muốn mua bảo hành năm thứ 3 cho dòng TV này thì các bác có thể cộng thêm là 460.000 nữa. Mẫu 55X75K này thì sẽ có thiết kế bên ngoài viền dày 4 cạnh. Hàng sản xuất tại Việt Nam, có độ phân giải màn hình 4K, tần số quét là 60, công nghệ nét nền Direct và tấm nền VA. Âm thanh thì có tổng công suất loa sẽ là 20W, có hai loa hai bên. Rồi sử dụng hệ điều hành Google TV, có tìm kiếm giọng nói bằng tiếng Việt. Đầy đủ hết tính năng, giá thành rẻ nhất trong size 55 inch của Sony. Chỉ có 11.280.000 thôi, bảo hành là 2 năm chính hãng tại nhà. Và bên em sẽ có bán hàng toàn quốc các bạn nhé. Bán hàng toàn quốc và có giao hàng toàn quốc, có cả trả góp. Bác nào mà muốn mua thì bác có thể liên hệ về số tổng đài là 0974178586 thì bên em sẽ tư vấn trực tiếp cho các bác. Dòng 55X75K này thì xuất xứ tại Việt Nam cho nên là giá thành nó cũng sẽ rẻ hơn nhiều so với cả các dòng khác của Sony. Từ dòng X75K trở xuống, dòng thấp hơn thì sẽ sản xuất tại Việt Nam. Còn dòng cao hơn dòng X75K từ 80K trở lên thì xuất xứ tại Malaysia. Thì đây là mẫu 55X75K giá thành rẻ nhất của Sony các bạn nhé. Và cao hơn mẫu 75K thì sẽ là mẫu 55X80K. Dòng 55X80K thì xuất xứ tại Malaysia. Thiết kế bên ngoài của mẫu 80K này cũng sẽ đẹp hơn rồi. Thiết kế là viền mỏng, vẫn là viền nhựa nhưng mà viền mỏng 3 viền rồi. Rồi chip xử lý cũng sẽ cao hơn. Công nghệ hình ảnh cũng đẹp hơn so với cả 75K. Âm thanh thì có thêm hỗ trợ cả Dolby Atmos. Và giá thành đang bán hiện tại bên em, mẫu 55X80K giá trừ hết quà sẽ còn là 13.960.000. 13.960.000 cho mẫu 55X80K. Cấu hình của mẫu 80K này thì màn hình vẫn là độ phân giải là 4K, tần số quét là 60, công nghệ là nét nền Direct và tấm nền VA. Âm thanh thì tổng công suất loa vẫn là 20W, có hỗ trợ cả Dolby Atmos. Dòng 80K này nó sẽ cao hơn nhiều so với cả mẫu 75K. Thiết kế thay đổi, chip xử lý cao hơn này. Âm thanh cũng sẽ cao hơn, có hỗ trợ Dolby Atmos, có cả tìm kiếm giọng nói bằng tiếng Việt và điều khiển giọng nói rảnh tay. Sử dụng công nghệ OK Google để có thể điều khiển trực tiếp với cả TV, không cần phải thông qua điều khiển nữa. Đây chính là cái mẫu 55X80K của Sony, giá 13.960.000, bảo hành là 2 năm chính hãng tại nhà các bạn nhé. Và mẫu này nếu bác nào mà muốn mua bảo hành năm thứ 3 cho mẫu 55X80K thì sẽ cộng thêm là 620.000 nữa cho mẫu 55X80. 620.000 để mua năm bảo hành thứ 3. Qua dòng 55X80K thì em chuyển lên dòng 55X85, mẫu màn hình 120Hz của Sony. 55X85K của Sony thì giá thành đang bán trừ hết quà sẽ là 16.700.000. 16.700.000 là bảo hành là 2 năm chính hãng tại nhà. Bác nào mà mua bảo hành năm thứ 3 cho mẫu 55X85 này thì cộng thêm 880.000. Thì càng size to, càng giá trị to thì cái bảo hành năm thứ 3 thì nó sẽ càng cao. Và mẫu 55X85K này thì có cấu hình màn hình độ phân giải 4K, tần số quét là 120, công nghệ nét nền Direct và tấm nền VA. Cao hơn so với cả mẫu 80K, tần số quét là 120, còn 80K thì tần số quét chỉ có 60 thôi. Âm thanh thì nó vẫn là 20W thôi và có hỗ trợ cả Dolby Atmos. Âm thanh thì hoàn toàn giống với cả 80K. Chỉ có màn hình khác thôi, màn hình thay đổi tần số quét là 120 và cái công nghệ Motion Flow XR800.
Công nghệ Motion Pro chính là cái công nghệ chèn thêm khung hình vào cái hình ảnh, giúp cho cái độ hiển thị hình ảnh nó sẽ được mịn hơn, đẹp hơn. Và cái công nghệ càng cao thì cái chèn hiển thị khung hình nó càng nhiều, và càng nhiều thì hình ảnh nó càng mịn. Thì đây là cái mẫu 55x85. Từ thiết kế bên ngoài cho đến cái cấu hình bên trong thì gần như là giống với cả mẫu 80K, và chỉ thay đổi duy nhất là cái tần số quét 120 và cái Motion Pro XR800. Cũng có tìm kiếm giọng nói bằng tiếng Việt và điều khiển giọng nói rảnh tay các bạn nhé, đầy đủ hết. Và tiếp theo là mẫu 55X90K. 55X90K thì giá thành đang bán bên em trừ hết quà sẽ còn 20 triệu 150. 20 triệu 150 cho mẫu 55X90K. Thì dòng TV của Sony ấy, thì hiện tại giá thành nó đang tăng một chút các bạn nhé. Có một số mẫu giá đang tăng bởi vì hàng hóa thì đang hết, hãng sẽ không còn hàng nữa và bên em đang đặt hàng cũng không có hàng về, cho nên giá thành nó đang tăng một chút. Mẫu 55X90K này thì trong tuần trước đang bán có hơn 19 triệu nhưng mà đến ngày hôm nay thì tăng giá lên là 20 triệu 150. 55X90K, màn hình công nghệ nét nền Full Array, tần số quét là 120 và độ phân giải vẫn là 4K. Nếu như để so sánh thì dòng 90K này nó sẽ cao hơn nhiều so với cả mẫu 85K. Từ chip xử lý này, chip xử lý của X90K là chip xử lý trí tuệ nhận thức XR, kèm theo đó là cái công nghệ hình ảnh, công nghệ màn hình là công nghệ nét nền Full Array, còn bên kia chỉ là nét nền Direct thôi. Âm thanh thì tổng công suất loa sẽ là 30W, có hỗ trợ cả Dolby Atmos, cao hơn so với cả mẫu 85K. 85K thì chỉ có 20W thôi. Và cái hỗ trợ Dolby Atmos ấy, thì dòng X90K nó tích hợp trên loa của TV, còn những cái dòng TV 85K đổi lại ấy, có hỗ trợ Dolby Atmos nhưng mà nó chỉ là hỗ trợ giải mã tín hiệu thôi. Các bác mà muốn nghe cái âm thanh Dolby Atmos ấy thì các bác phải kết nối sang loa 63. Và em cũng lưu ý các bác là có một số bác vẫn chưa hiểu rõ về vấn đề này. Cái Dolby Atmos ấy thì nếu như các bác xem YouTube này, xem VTV này, xem truyền hình này thì sẽ không có âm thanh vòm các bác nhá. Âm thanh vòm này thì các bác có thể tìm trên các bộ phim trên Netflix. Các bác kích vào phim trên ứng dụng ấy thì những bộ phim nào mà nó có Dolby Atmos thì nó sẽ có thể hiện ở phần thông tin. Thì lúc đó thì các bác xem thì mới được. Đối với cả mẫu 90K thì các bác có thể trải nghiệm được trên loa của TV. Có nghĩa các bác bật TV lên, các bác bật phim có Dolby Atmos lên thì các bác vẫn nghe được bình thường. Còn những dòng 85K đổ xuống, 80K có hỗ trợ Dolby Atmos thì các bác phải kết nối TV với cả loa sau 3 có chức năng Dolby Atmos thì các bác mới nghe được. Còn bản thân cái mẫu 85K và 80K thì nó sẽ không phát ra được âm thanh Dolby Atmos, nó chỉ hỗ trợ giải mã tín hiệu Dolby Atmos thôi. Và sau đó thì nó truyền ra loa. Thì nếu như loa có Dolby Atmos thì sẽ nghe được, còn không có thì sẽ không nghe được. Thì đấy là hai cái điểm khác nhau ở giữa dòng 90K và dòng 85 và 80K. Thì đây là những dòng TV 55 inch của Sony. Tiếp theo chuyển sang dòng TV 65 inch để cập nhật báo giá cho các bác. Ở mẫu TV 65 inch của Sony thì mẫu rẻ nhất vẫn là cái mẫu 65X75K. Dòng TV 75K xuất xứ tại Việt Nam. 65 inch, 65X75K thì giá thành đang bán trừ hết quà sẽ là 12 triệu 960. 12 960 cho mẫu 65X75K. Màn hình độ phân giải 4K, tần số quét là 60, công nghệ nét nền Direct và tấm nền VA. Có tìm kiếm giọng nói bằng tiếng Việt, sử dụng hệ điều hành Google TV, âm thanh thì 20W. Mẫu này thì không giải mã là tín hiệu Dolby Atmos các bạn nhé, nó sẽ không có hỗ trợ Dolby Atmos. Dòng 75K thì thiết kế bên ngoài viền dày rồi, hàng của Việt Nam, giá rẻ mà vẫn có đầy đủ tính năng. Màn hình 4K, tìm kiếm giọng nói bằng tiếng Việt, giá chỉ có 12 triệu 960 thôi. Mẫu 65X75K này thì vẫn được giảm giá trong dòng TV của Sony. Mặc dù là một số cái dòng TV khác tăng giá do hết hàng nhưng mà dòng 75K thì vẫn được giảm giá. Cao hơn 75K là mẫu 80K. Mẫu 65X80K của Sony thì hiện tại giá thành đang bán bên em trừ hết quà sẽ là 17 triệu 400. 17 triệu 400 cho mẫu 65X80K. Màn hình độ phân giải là 4K, tần số quét là 60, công nghệ nét nền Direct và tấm nền VA. Có tìm kiếm giọng nói bằng tiếng Việt rồi điều khiển giọng nói rảnh tay. Hệ điều hành là Google TV. Âm thanh thì 20W, có hỗ trợ cả Dolby Atmos. Thiết kế bên ngoài viền mỏng, hàng xuất xứ tại Malaysia. Bảo hành là 2 năm chính hãng tại nhà, hỗ trợ 1-1 trong vòng 30 ngày.
Và bác nào mà muốn mua bảo hành năm thứ 3 cho mẫu 65X80K này thì giá thành sẽ là rơi vào 880.000 thôi nhá. 880 cho mẫu 65X80K bảo hành năm thứ 3. Qua dòng 80K thì bên này em sẽ có dòng 85. 65X85 màn hình 120Hz. Giá thành hiện tại đang bán bên em trừ hết quà mẫu 65X85 rơi vào 18.680. 18.680 màn hình 120Hz. Với những mẫu TV màn hình 120Hz ấy, thì các bác xem những bộ phim hành động như này thì màn hình rất là mượt và hình ảnh rất là đẹp các bác nhé. Còn bình thường nếu như các bác mà chỉ xem VTV hoặc xem YouTube bình thường ấy, xem những truyền hình thì nó sẽ không thể hiện được màn hình 120Hz. Còn đối với những bộ phim hành động chuyển động nhanh hoặc là xem thể thao thì màn hình 120Hz thì nó sẽ phát huy tác dụng. Lúc đó hình ảnh nó sẽ mượt hơn so với cả màn hình 60Hz. Giá thành hiện tại thì nó sẽ chênh một chút so với cả dòng 80K, giá là 18.680. Bề ngoài thì hoàn toàn giống nhau nhưng mà chỉ khác nhau mỗi cái màn hình thôi và cái Motion Pro XR800. Còn mẫu 80K thì chỉ có Motion Pro XR200 thôi. Thì đây là mẫu 65X85, vẫn có tìm kiếm giọng nói bằng tiếng Việt và điều khiển giọng nói rảnh tay. Và cao hơn 85 thì tất nhiên là vẫn là 90K. 65X90K thì mẫu này cũng mới được tăng giá bên em, không còn giá 21.030.000 nữa coi nhá. Giá thành hiện tại của mẫu 65X90K thì giá đang bán trừ hết quà sẽ là 22.110.000. Như vậy là cái dòng 65X90K đang tăng giá tăng tới là hơn 1 triệu đồng. Giá cũ thì đang bán là 21.030.000, rất là rẻ, nhưng mà đến thời điểm hiện tại thì mẫu 65X90K đang không còn hàng nữa và bên em đặt cũng sẽ không có, cho nên là giá thành nó đang tăng cao, tăng rơi vào 22.110.000 rồi. Rất là tiếc bác nào mà chưa mua được với mức giá rẻ thì các bác có thể tham khảo giá mới hiện tại. Và dòng 65X90K này cũng là cái mẫu TV cuối cùng trong video ngày hôm nay của em. Như vậy em đã cập nhật cho các bác giá thành TV của Sony mới nhất ở dòng 75K đến dòng 90K ở size 55 và 65 inch hiện tại đang bán bên em. Bác nào mà muốn mua hàng bên em thì các bác đừng quên gọi về số tổng đài đó 0974 178586. Video cập nhật giá của em đến đây cũng xin kết thúc. Rất cảm ơn các bác đã xem hết video. Bác nào mà thấy video hay có ích thì đừng quên cho em xin một đăng ký kênh để tiếp tục theo dõi và ủng hộ em ở những video sau. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video sau.